Hôm trước tôi có quay. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm trước tôi có quay trên YouTube là nhận phối giống chó Phú Quốc miễn phí ở Nha Trang. Thì có một người ở Hà Nội gọi điện cho tôi và mong muốn là không đăng cái video đó. Bởi vì đăng video đó lên thì sẽ làm cho theo theo như cái người đấy thì bảo là này này cọp 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 chơi đùa vừa cũng được, không được cắn nhau nhá. Theo như người đấy là nói là nếu mà tôi đăng như vậy á, thì sẽ làm cho giá chó Phú Quốc ở Việt Nam nó sẽ xuống sâu hơn nữa, bởi vì giá chó Phú Quốc đã bị quá thấp rồi. Thế thì tôi có nói với người đấy là cái giá chó Phú Quốc nó thấp là không phải do cái việc mà tôi cho phối giống chó Phú Quốc miễn phí mà nó thấp. Bởi vì cái phối giống chó Phú Quốc miễn phí là tôi chỉ phối ở khu vực Nha Trang thôi, chứ Hà Nội và những cái tỉnh thành khác thì người ta đâu có đưa vào đây để phối được. Thì cậu đấy vẫn cứ nói là vì mình đăng như thế thì cũng có thể là có những cái người người ta vin vào cái cớ đấy để người ta ép cái giá chó xuống. Thì theo tôi, cái quan điểm của tôi là cái việc mà chó Phú Quốc mà giá nó xuống á, thì không phải là cái chuyện mà do mình cho phối miễn phí hay là do giá bán của ai đó bán thấp, mà chủ yếu là Milan này vừa phải thôi, cắn nhau nhá. Chủ yếu là do chúng ta nuôi cái chất lượng thực sự là nhiều trại nuôi không có tốt, lai chó Thái Lan nhiều quá, không phải là chó Phú Quốc mà toàn là chó Thái Lan. Mà lai chó Thái Lan thì lại không ra được những cái con chó khôn như chó Phú Thái Lan, chó xoài Thái Lan, mà lại ra những con rất ngu. Đó, ăn uống bậy bạ rồi không biết giữ nhà, rồi ỉa đái lung tung. Nên nhiều người mới bảo với tôi tại sao nói chó Phú Quốc khôn mà nói ngu thế, không bằng chó cỏ. Thì cái nguyên nhân cái việc ngu đấy là do các cái trại người ta nuôi như gà công nghiệp, người ta nuôi quy mô quá nhiều và người ta nhốt như gà công nghiệp, cho nên con chó nó mới ngu như vậy. Thì chúng ta thấy chó tôi nuôi thì không có nhiều, trước thì nuôi nhiều nhưng mà sau bận, bây giờ tôi nuôi có mấy con này thôi. Thì chúng ta thấy chó của tôi nó thứ nhất là nó giữ nhà rất tốt, nó sủa âm mỹ đấy chúng ta thấy. Thứ hai nữa là nó tấn công bảo vệ chủ, chúng ta xem các video người giả vờ đánh tôi hoặc người giả vờ ăn trộm các thứ là chó nó tấn công liền. Chúng ta xem rất nhiều trên YouTube, chúng ta gõ chó Phú Quốc bảo vệ chủ hay là chó Phú Quốc tấn công bảo vệ chủ các thứ là chúng ta sẽ thấy. Cái nữa là nó săn bắt rất giỏi, chúng ta xem các video nó bắt chuột bắt rắn. Này này Milan vừa phải thôi. Đó, nên là cái việc mà giá chó Phú Quốc xuống là do lỗi của những cái trại nuôi tầm bậy, lai tạp lung tung để cho con chó Phú Quốc nó không còn là chó Phú Quốc. Nó về nó ngu quá, nó mất uy tín cho nên là nó như vậy. Thứ hai nữa là nuôi nhốt nhiều quá, nó không có sức đề kháng. Nhiều người bảo em đưa con chó về có 3 ngày là nó chết. Nữa là vận chuyển đường xa thì tôi và những người ở xa tôi không có nhận chuyển bằng xe ô tô, bởi vì xe ô tô về đến nơi nó đã sắp chết rồi. Thì tôi chỉ chuyển tàu hỏa thôi. Ví dụ như mà ở Hải Dương hay Hải Phòng tôi không chuyển được ô tô, tôi chỉ chuyển tàu hỏa ra Hà Nội thôi. Mua được thì thôi. Chứ mình không có chuyển về Hải Phòng, ít hôm nó chết thì mình mang tội. Đấy thì tôi nói như thế để chúng ta thấy cái quan điểm của cái việc mà phối giống chó miễn phí của tôi không ảnh hưởng gì đến giá chó của Việt Nam cả. Giá chó Phú Quốc của Việt Nam cả. Giá chó Phú Quốc là do cái chất lượng của các trại định đoạt, không liên quan đến chuyện tôi cho nhận phối giống miễn phí cả. Thế còn hôm qua có một cháu ở Hà Nội thì có bảo là có đàn chó Phú Quốc đẹp và muốn nhờ tôi bán. Thì nói thật là nếu ở Nha Trang tôi sẵn sàng giúp, nhưng mà ở Hà Nội tôi chưa nghĩ ra cách nào để giúp. Bởi vì này, tôi mà muốn bán hộ ai thì tôi phải đến tôi xem chó đấy nó có ra gì không. Ví dụ như nó lai nhưng mà nó khôn thì mình cũng có thể đăng bán hộ được, mình sẽ ghi rõ là chó Phú Quốc lai đó. Nhưng nếu mà nó ngu thì tôi không bán hộ được, hoặc là giá cao quá thì tôi cũng không bán hộ được đó. Bởi vì cái nhu cầu người mua chó Phú Quốc vẫn rất là lớn, nhưng quan trọng là cái chất lượng của chúng ta,
Chất lượng thì một là cháu Phú Quốc thì nó phải có những cái tài, ví dụ như leo trèo, săn bắt, bơi lội hay giữ nhà. Đó. Đấy là những cái tài chính, còn tấn công bảo vệ chủ như con cọp này thì rất ít con làm được. Chứ còn những cái câu hỏi khác vừa rồi, cọp ơi, cọp ơi, cọp cọp, 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 thôi chơi đi. À, mình đang ở trên tầng 2, mình quay xuống. Này, Milan mới cọp con nhá. Mình đang ở trên tầng 2, mình quay xuống. Nó hơi xa. Này, này, này. Chơi vừa lại cắn nhau đấy, Milan. À, mình ở tầng cao, mình quay xuống cho nên nó hơi xa. Nếu mình ở gần thì nó vui lắm. Vì đang công việc ở trên này luôn tiện nhớ đến mấy câu hỏi của anh em thì mình nói luôn. Còn nữa, cái tỷ lệ người gửi câu hỏi cho tôi về chữa bệnh đường ruột cho chó thì vẫn rất là nhiều. Có một cháu vừa mới đọc hỏi tôi là chó nhà cháu nó thường xuyên bị tiêu chảy và cứ phải mang đi bác sĩ tiêm nhiều thì có ảnh hưởng gì không. Thì nói thật là tiêm nhiều kháng sinh vào thì người hay chó gì cũng rất là không tốt. Không tốt thứ nhất là ảnh hưởng đến sức đề kháng của nó. Không tốt thứ hai nữa là ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Thế thì... Này, này, này! Milan! Này, nó đùa giỡn vui nhưng đôi khi nó đùa quá trớn là nó cắn nhau luôn. Nó không được. Đấy, ví dụ như là... Này, này, này! Mình đang quay phim mà... Nó đùa giỡn nhau quá mức là nó không hay. Trả lời tiếp cái câu hỏi của cái cháu hỏi ấy, thì tôi nói nếu mà chó nó hay bị như vậy thì trước hết là tội nghiệp con chó đó. Nhưng mà chúng ta cũng nên xem lại cái chế độ cho ăn uống của chúng ta. Chúng ta nên những con chó đường ruột đã kém rồi thì chúng ta nên cho nó ăn uống sạch. Chịu khó ăn nấu chín cho nó, bát đũa đồ ăn của nó phải chịu khó cho sạch sẽ cho nó. Không còn cách nào khác đành phải vậy thôi, bởi vì những con chó đấy là do đường ruột nó kém. Nhất là chó nước ngoài thì nó lại càng nhiều con, nó đường ruột nó rất là kém, ăn uống bẩn cái là nó bị tiêu chảy liền. Mà tuổi thọ của chó nước ngoài thì cũng nhiều cái con nó thua tuổi thọ của chó này này thua cái chó ở Việt Nam. Thế còn những con mà bị tiêu chảy bình thường thì chúng ta không nên dùng kháng sinh, chúng ta chỉ nên sử dụng Berberine hay lá lược vàng hay là cái lá mơ lông. Milan! Chứ chúng ta không nên là cái lúc nào cũng đưa ra bác sĩ cả. Vì chúng ta đưa ra bác sĩ mà cứ tiêm nó nhiều thì nó vừa tốn tiền vừa không tốt cho cún của chúng ta. Còn có một cháu hỏi tôi, cháu con mới đẻ mà cháu mẹ nó không có sữa, thì như cái đấy tôi cũng đã trả lời rồi. Chúng ta nên gặp bác sĩ thú y hỏi xem là nên dùng cái loại sữa nào cho nó. Thế còn khi nó khoảng 21 ngày thì chúng ta tập ăn cháo với thịt xay cho nó được. Một tháng trở đi chúng ta hoàn toàn yên tâm là nó có thể không có sữa mẹ, nó cũng sống được khỏe mạnh. Vấn đề chúng ta phải cho ăn uống sạch sẽ. Một tháng thì chúng ta sủa giun cho nó. Sau khi sủa giun 15 ngày thì chúng ta tiêm phòng 7 bệnh cho nó. Nếu mà chúng ta duy trì được như vậy thì chó nó sẽ khỏe mạnh, nó sẽ không bị đường ruột. Chứ nhiều người không duy trì được như vậy, cứ quên tiêm phòng 7 bệnh đi rồi đến khi nó bị đường ruột thì lúc đó mới đưa ra bác sĩ. Mà khi đưa ra bác sĩ thì có thể cứu được, có khi không cứu được. Nếu bị đường ruột bình thường thì nó dễ chữa lắm. Nhưng mà nếu mà bị care, pavo thì nó rất là khó chữa. Có khi là nó chết cả đàn luôn.
Cho nên là chúng ta để phòng bệnh cho nó thì chúng ta phải tiêm phòng 7 bệnh cho nó. Cái thuốc nó rất rẻ, nó bán có 85.000 một liều. Cái thuốc đấy thì nó tiêm cho cả chó to chó con được. Chó to thì mỗi năm chỉ phải tiêm có một lần là nó ổn. Cộp 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 cộp, quay lại đây nào. Cộp 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 cộp. Ôi cộp giỏi, cộp giỏi, cộp giỏi, cộp giỏi. Nếu quý vị các bạn anh chị em có ai cần hỏi cái gì thì cứ có comment bình luận ở phía dưới, tôi sẽ sắp xếp để trả lời cho chúng ta. Cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Bà Milan.